Dương Mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bên vườn mai nhà em giới thiệu cho chúng ta đây chính là mặt hoa của dạo siêu bông Sài Gòn. Một dòng mai hoa rất là to, bông rất là đẹp cả nhà. Và cả nhà biết không, em sẽ có một cái lô dạo siêu bông Sài Gòn ghép trong gốc tứ quý cả nhà. Trời ơi, hoa của nó đây một cái dạo màu vàng rực luôn, vàng tươi luôn cả nhà. Bông của nó rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, ngày hôm nay em có được một khoảng 100 gốc siêu bông Sài Gòn ghép gốc tứ quý nha cả nhà. Đây, tất cả các cái cây thì đều được xử lý rễ và rễ nó rất là đẹp như thế này đây cả nhà. Đó, đây nha, ghép gốc tứ quý nha quý cô chú anh chị gần xa ơi. Đó, đây nè, đế nè cả nhà nhìn nè. Đây, em bán giá là 100k một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn cả nhà. Đó, đây là dòng siêu bông Sài Gòn ghép gốc tứ quý. Và em sẽ có một cái lô dạo siêu bông Sài Gòn ghép gốc mai vàng của chúng ta. Đây bên đây nha cả nhà. Đó, năm nay thì hôm nay thì em được một cái lô siêu bông Sài Gòn. Phải nói là cây nó rất là to, rất là bự luôn. Hàng này bây giờ nó đang ôm nút nụ kim về chơi Tết luôn á cả nhà. Giá là 100k một cây. 3 cây thì bên em bao ship. Đó, bây giờ mình thích loại nào thì mình lấy loại đó nha quý cô chú anh chị. Đây là nó có hai loại, một loại ghép trong gốc tứ quý và một loại ghép trong gốc mai vàng của mình. Đó thì tùy mình ý thích của mọi người ha. Cho nên là mình thích loại nào thì mình cứ nói bên nhân viên của em sẽ lựa cho cả nhà nha. Giá là 100k, đồng giá 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một luôn. Đây cả nhà, phải nói là cái mặt hoa của siêu bông Sài Gòn nó rất là đẹp luôn. Ở xa xa thôi chúng ta đã nhìn cái mặt hoa nè. Cả nhà nhìn quá trời ok la luôn cả nhà. Rồi, ai thích siêu bông Sài Gòn thì hãy alo cho vườn mai nhà em. Và cả nhà ơi, đây bên em sẽ có dòng siêu bông bình lợi kim ngân lượng và cam đổi màu nữa cả nhà. Ngày hôm nay siêu bông bình lợi của em đã không còn uống sữa nữa nha cả nhà. Đây nè, cây già rồi nè, về chúng ta cơ bản đã lấy bo được luôn. Rồi giá là 150 một cây, vẫn không thay đổi với chương trình cho khách hàng đặc biệt là mua 2 cây bên em sẽ tặng cho chúng ta một cây, giá không đổi luôn. Tức nghĩa là 3 cây 300 chúng ta có thể lấy kim ngân lượng và chúng ta cũng có thể lấy siêu bông bình lợi và cũng có thể lấy là cam đổi màu. Đó cả nhà, mình thích loại nào cứ alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha.